ai đang ở trong phòng họ mới dậy. Để bảo là số nhà không có học gì mà bảo dậy thì nó dậy mà nó ngủ từ 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 con nó ngủ gì không biết nên nó ngủ từ 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 từ. Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Barina TV. Dạ thì hôm nay em xin chia sẻ đến quý vị khán giả một câu chuyện đau lòng xảy ra tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì mới vừa rồi thì quý khán giả cũng đã xem được câu chuyện của vợ chồng đi dặm lúa mướn về, không ai gặp tai nạn. Thì mới đây thêm một chuyện đau lòng xảy ra tại Sóc Trăng nữa. Đó là hoàn cảnh của một ông lão 67 tuổi sống với người vợ trong một căn nhà tình thương. Thì ông có ba người con, thì do hoàn cảnh khó khăn nên ba người con nhiều năm đã đi làm ăn xa và cũng như là không có quay về thăm gia đình. Thì bất ngờ ông đổ bệnh cũng như là ho ra máu và cũng như là đã qua đời ở cả nhà. Dạ thì để lại người vợ cụ ba năm nay cũng đã lớn tuổi và mắc bệnh tai biến, nhưng cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy là hình ảnh căn nhà của hai ông bà đó cả nhà. Khi ông mất thì em nghe nói là những người con thì cũng ở xa nên là không có về liền được, nên là cũng nhờ bà con lối xóm giúp đỡ đưa ông đến bệnh viện. Thì hôm nay thì lối xóm cũng là đến đây cũng như là thắp cho ông một nén nhang để đưa ông về nơi an nghỉ. Còn đây là phía sau căn nhà của hai ông bà, căn nhà tình thương nhìn cũ nát lắm đó cả nhà. Còn đây là cái nơi mà để chôn cất ông á cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong căn nhà để xem như thế nào nha. Đây là chỗ ngủ cũng như là cái chỗ nấu ăn của ông bà đó cả nhà. Căn nhà này mưa dột thì chắc sẽ rất là sình lầy đây. Em nghe nói thì khi mà trời mưa, mà mưa lớn thì sẽ ngập và cũng như là sẽ tràn vào nhà. Còn đây là hình ảnh người con, người con trai lớn khi hay tin cha mất thì cũng đã từ ở Bình Dương tức tốc đi xe về để gặp mặt cha lần cuối. Và bây giờ thì em mời quý khán giả cùng em vào bên trong để hỏi thăm gia đình nha. Dạ em chào anh nha. Dạ. Dạ. Anh cho em hỏi là anh tên gì cũng như là anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là Nguyễn Văn Vũ. Dạ. Anh Vũ. Thứ hai. Dạ. Thì, anh có cha mẹ anh nghèo. Dạ. Thì anh đi mượn mướn. Bằng cái anh đi mượn mướn á. Mặt là năm nay nhiêu tuổi nè? Hôm nay là 67. Cụ có bệnh gì không mà mắc? Không, ổng ho ra máu rồi chết luôn à. Chở đi bệnh viện rồi chết luôn. Không có uống viên thuốc nào chứ. Rồi anh hay gì anh đi về, xin về. Bằng công ty á, người ta không cho nghỉ nữa. Giờ không cho nghỉ, ông già mắc nó phải về. Về đây mình xin giấy báo tử, lên rảnh cho vô bàn học, có giấy báo tử nó không cho bàn. Dạ, đó giờ mình làm trên Bình Dương. Ừ, mượn trên Bình Dương. Anh có đông anh em không anh? Em được thằng, hai thằng kia thứ, nhỏ gái thứ ba nè. Nhỏ thứ ba, thằng Úc là thứ tư. Dạ. Là hai anh em trai, dạ. Hai đứa gái, dạ. Nhỏ này con gái, dạ. Anh có thể nào anh kể lại cái con mà cụ mắc sao? Ổng nhà, ổng đi đằng kia chơi về cái ổng nằm giạc, ổng ho về bà mẹ kể lại là ho ra máu. Ra máu, ổng nói bà ơi chắc tôi chết quá. Thì ổng ho ra máu, ổng chạy ra cửa ngay chỗ lộ đó, ổng ho ra máu rồi là mọi người bên đây nè thấy. Thấy cái điện cho hay máy điện được trở về kêu mọi người á, kêu thằng cháu đằng kia á trở đi nhà thương Mỹ Tú mình nè. Trở ra đó thì bác sĩ nói bác đứt rồi, trở về đi không cứu được đâu, là như là không tốn viên thuốc đó. Cái trong mình đâu có tiền đâu, thằng cháu đâu có tiền. Cái điện cho anh nói là đi xin tiền từ hàng từ thiện đi, rồi sẵn cái xe từ thiện nó chở về đây luôn đó. Rồi anh tự trở anh về đây á là tới 3 giờ sáng. Anh bảo cái xe là ba triệu bảy, ăn 3 triệu 7. Vì trong đây không có xe về, không có xe về. Lần về ghét lần gặp mặt ông già, gặp mặt ông lần cuối thì về đây 5 giờ liệm.
rồi đâu có tiện đâu cái thầy chùa vậy, rồi bên hàng nè, bên hàng từ thiện cho nè, rồi ông kêu ông này giùm luôn đó, chứ anh không có tiền bạc hết trơn á. Ông như vậy thì bên xã đâu có hỗ trợ gì cho mình không? Anh chưa có nghe nói gì hết trơn á, vì anh lo đám lu bu, anh cũng chưa có nghe nói gì là bên xã hết trơn á. Nào anh nói thiệt, anh không biết là anh không biết. Dạ, dạ, mình cũng khó khăn quá ha. Ừ, thì giờ ông chết rồi còn bà đó. Còn bà đây. Dạ. Giờ ông bà ở trong ở đây, ở đây. Không có ai. Không có ai, chỉ con cái nghèo túa đi mặn hết trơn rồi. Tôi thứ hai, nhỏ này thứ ba, thằng kia thứ tư. Dạ. Cho ăn đứa, bị lúc nó nghèo quá không có gạo ăn cho anh đứa. Dạ. Ngay là cho bà già cho anh đứa để lấy thùng gạo để nuôi mấy đứa tôi. Dạ. Đó, rồi mới vậy, mặn được mới phát sinh ra mạnh đứa nào để tự bươi sống, kiếm sống. Dạ. Chứ rồi anh cũng nghèo, anh đâu có tiền đâu, đi mặn mướn cho anh, mặn người thêm bị năm rồi dịch đó. Bây giờ Covid-19 không có tiền đóng nhà trọ nữa đó. Người ta đâu cho mình ra vô đâu. Vậy rồi người chủ nhà trọ người ta hỏi tiền ngoài á, rồi người ta lắp cho mình trả nhà trọ. Bây giờ người ta kê lời lên mình bằng trả cũng chết, anh bằng trả đi tới Tết nữa hết đó. Lúc đó mình không có tiền, người ta đâu cho mình ra ngoài đâu. Gia đình cũng khó khăn, nhà là mình chỉ có cái nền nhà. Có cái này đó, có cái nền nhà, đi với cái nhà trụ lũi vậy đó, không có gì chứ. Anh chia sẻ thì lúc mà tôi đưa vô bệnh viện này cũng không có tiền bạc. Không có tiền bạc chứ, trong người không có ngàn nào. Trong người không có ngàn nào chứ. Nó mới điện cho em đó. Nó nói bây giờ đi xin hàng từ thiện. Thì mượn em đi xin hàng từ thiện, hàng này hàng từ thiện cho đó. Dạ, hàng từ thiện, người ta thấy mình khó khăn ấy, người ta cũng giúp mình không à. Thì ổng mắc rồi, cái tiền đâu gạo thóc, người ta cho hai bao gạo nữa, nó ngay có cho hai bao gạo. Ông thầy này ông xin cho được 1 bao, rồi thằng kia chở cho 1 bao, nó là 2 bao nấu qua nơi đó. Rồi anh về bất tử, đâu có lương bổng gì đâu, đâu ai phát lương mà về đâu. Là gì kiểu là về ngang luôn đó, ông già mắc cái về ngang đó. Về ngang luôn. Bây giờ mới lên chỉnh mặn đó là phải có cái giấy báo tử. Đi ra ngoài xã xin giấy báo tử ông già, lên chỉnh tao mới cho vô mặn lại. Đó. Là ông cụ là chỉ bị cái ông chỉ ho cái máu là mắc luôn đó. Ổng còn mạnh lắm, không có bệnh nền. Ổng có bệnh nền bên gì chứ, ổng còn mạnh lắm. Ổng còn đi giữ dịch lỗi lấy tiền với ổng với bà xài coi coi mà. Vì anh cũng nghèo, có khi đắp đổi có dư anh mới gửi về, chứ anh đâu có dư đâu mà để gửi về. Đã mình bị dịch mà, bị dịch năm rồi muốn chết thì đâu có dư đâu, bây giờ mần xả muốn chết luôn. Mần ở chợ anh trọ tháng 1,2 triệu rồi, điện nước được cả 1,7 triệu rồi đó, rẻ đâu, cố gắng bươi quào mần cho trả. Là anh với mấy anh em là toàn làm xa hết luôn, xa hết chứ không đứa nào gần đây chứ, chỉ có ông bà ở nhà là mình thôi, đi xa bằng hết rồi. Bà hôm nay bà hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 72. Bà 72 tuổi rồi. 72. Bà có khỏe không, có bệnh gì không? Người ta biến gây gai quạt. Người ta biến người gai quạt chứ được bệnh. Đốt tiền đi con, đốt cho ông nội ấm đi, lát nó tới giờ rồi ra rồi đó. Đây là cháu không hả anh hả? Cái này cháu, con nhỏ con gái nãy ba đó. Còn này nhỏ con của anh kia. Đứa cháu ngoại, đứa cháu nội. Dạ. Đứa cháu ngoại, đứa cháu nội. Ông, mà không may mắc bệnh qua đời cả nhà. Đây là mẹ con lớn. Rồi khi nghe tin là ba bệnh thì anh để chút tốt đi về. Còn trong khi là đang làm, bây giờ bỏ ngang công việc để chạy về để lo cái hậu sự cho ba. Một chuyện mình rất là đau lòng rồi. Rồi là ông là khi nào chôn thì anh hả? 1 giờ đây nè. Bây được ngày nào mình làm ngày đó, nghèo quá đâu có để được đâu. Ông mất hôm qua ha. Hôm qua 8 giờ hôm qua đó. 8 giờ sáng. 8 giờ chiều. Rồi tới 5 giờ sáng liệm. Dạ. 5 giờ sáng liệm là mới để đêm hôm đó, vậy tới 1 giờ này liệm, 1 giờ này đem ngoài đó. Ngoài chỗ học để anh làm sẵn rồi đó. Ồ, vậy là trong vòng có từ ngày hồi chiều hôm qua. Rồi. Là móc ông móc xong là sáng lại là trưa nay là mình chôn luôn. Trưa nay là chôn luôn. Tại sao mình chôn nhanh gì anh hả? Chôn lẫn đi chảnh bằng nhé, để nó đuổi đâu có việc đâu là. Đi. Dạ, cả này nửa năm mà mình đi kiếm việc xin công ty cực lắm. Nó ít nhận lắm. Thì nó nhận vô tiền Tết, tiền này tiền kia nó tính hết trơn rồi. Bởi nó khổ vậy đó. Chôn nhanh cho anh em đi làm. Nói chung như cũng được ngày tốt không anh? Giờ tốt. Được ngày, bữa nay ngày tốt luôn rồi, sẵn là đứa ba ông ra đó luôn.
thì anh thì có được bao nhiêu thì anh làm được bao nhiêu. Rồi mua vật tư thì mua thiếu con hồi hay cua á. Mua thiếu là đổ sẵn, đổ cho bả thêm cái nền này rồi đó. Thì ẩm một cái học bên đây thì đổ cái nền này sẵn luôn. Có khi biết mẹ mình mắc giờ nào là có giờ là nằm kế bên luôn. Anh không có tiền để tính vậy thì có game tính vậy đi. Tới đâu tính tới đó, ta đi cũng biết được nhiêu thì mình ra mình phanh cái mình trả. Người thiếu uống nhiêu thì anh mang về gửi trả tiếp. Ví dụ như vậy. Bây giờ anh cũng hết cách đi. Nhà nước này anh không nghe nói gì chứ. Dạ cũng nghe là em nghe cái thông tin đó là mình nhà mình không có đủ điều kiện để ông lâu dài hơn nha. Không dạ. Có, không có khả năng. Dạ. Gia đình cũng có nhân viên làm, rồi sắp tới đây thì chỉ có một mình bà là ở nhà. Bây giờ có bà ở nhà luôn, nhà ăn khói. Có thằng em nè, thằng em đi giữ vuông ở dưới Cà Mau á, rồi sao mà nó bị điện giật cái vuông chết đó. Dạ. Đó, thì giờ còn cái Ly Hương đó. Mắc lâu chưa anh? Nó cũng mắc năm nay là mười mấy năm rồi. Đó là anh thứ mấy không? Đó là Út đó. Út à. Ừ, chết rồi người ta thường được 40 triệu. Dạ. 40 triệu bỏ ăn uống lay lắt rồi cũng hết rồi đó. Lẫn con cái đây túi đi mặn hết trơn rồi. Thì ở đây bả có bệnh đau thì nhờ mà mượn đây điện cho hay để chứ chảnh về có tiền gửi về. Mà cũng như gửi gắm bà bên đây coi giùm sóc bà này chứ ổng. Bây giờ ổng mất rồi còn bả. Đó, giờ còn có bà già thì gọi đám thì cũng để cho bả hương khói đây. Ổng ở đây tụi tôi cũng đi hết rồi. Tụi đi là môi sinh sống chứ giờ ai cho tiền mình đâu mà để sống. Anh có thường hay về nhà thăm ông bà? Mười mấy năm nay anh không có về, anh bằng không có tiền bạc, anh không có về. Không về luôn. Cả 15 năm rồi đó, anh không về. Ổng mặc anh mới về đó, chứ anh chưa về. Anh để mặn đó, cái năm rồi bị dịch bằng không có tiền. Rồi gán bằng cho có tiền rồi trả dứt bớt nhiều nhòn người ta, anh mới lên về. Chứ ai mà muốn bỏ cha mẹ đâu mà tại mình không có tiền. Dịch giả bằng không được, rồi bây giờ thêm giặt tới, hàng đi không được, công ty nó mằng cái ngày mằng ngày nghỉ không tăng ca không có tiền nữa. Dạ, nói chung là cuộc sống khó khăn quá. Giờ lên trở thì gán rồi bám nữa chứ sao giờ. Nhưng mà gia đình nó khó khăn áo quen thì người ta thấy hoàn cảnh khó khăn người ta cũng giúp cho áo quen một tí. Trong thì như là cái đám này của ông lão là từ thiện không đó. Dạ. Áo quan từ thiện rồi gạo cũng từ thiện đó, rồi chỉ là mua tiền đồ ăn thôi. Mua tiền đồ ăn là mình xích cái có tiền túi ai cho như mua nhiêu vậy đó, là mình cho dọn cho anh em rồi lại đốt nhang cái ổng đó. Cháu là dâu thứ hai đó, vợ tôi đó. Tiếp bị tới 5 giờ mới liệm anh về tới đây 3:30 à, em đi xe bao đó. Đi xe bao ăn 3,7 triệu đó. Bây giờ đây 3,5 triệu, 3:30 5 giờ mới liệm. Mà không biết ông ấy còn tức cái gì mà vuốt mắt hoài con cái và đủ vuốt mắt mà ông nhắm con con à. Ông nhắm con đây còn con này ông mở hoài. Mở tới liệm luôn đó. Lúc đó đem lại bệnh viện là mắc cho bệnh viện hay đem về nhà mới mắc? Mắc dọc đường luôn á. Mắc dọc đường trên xe luôn. Ta chở xe Honda đi giùm mới là mắc là đứt trên xe luôn. Đứt trên xe luôn. Tự nhiên cái giận cái ho ra máu là mắc. Ho ra máu là mắc luôn đó. Không có tốn viên thuốc mà không có nằm bệnh viện ngày nào giờ nào. Bình thường không đi cờ cờ với trời, không đi ăn nhậu cờ cờ với mà. Đất nhà đó, đất rồi đó, bà già cho đó, bà già là bà ngoại mẹ đó nè, cho cái nền này ở đó, ở vĩnh viễn luôn đó. Đó thì giờ mình có đất nhiêu thì mình cho bao nhiêu, chứ đâu có tiền nào để mua đất mình cho không. Giờ mình đi thiêu thì cũng tội cho cha mình quá, có nhiêu đất mình làm nhiêu. Sát hè thì chôn ngay chỗ nãy đó. Thì vật tư đồ anh cũng mua thiếu quá, ngồi cua rồi từ từ rồi tính. Một giờ nạ ổng xong rồi tính tiếp. Chứ sao giờ nạ ổng xong rồi đây tụi này cũng đi hết rồi. Mọi người đi hết luôn. Đi hết rồi. Chứ đâu ở đây đó, làm mình dương hết á. Hết luôn ai ở đây. Trọ cho nó làm trên đó.
ngày hôm bảy nè. Đức Phật thì lâu lâu về thăm với lại gửi tiền về cho ông bà thuốc men gì thôi chứ không. Chứ đâu có về được đâu. Rồi bà bệnh thì có ông nuôi, giờ muốn ăn nữa ông ơi. Nhà là hàng xóm nữa, một công nhà hàng xóm, gia đình xa quá. Con cháu ai cũng khó khăn cũng đi làm ai xa đó. Kiểu nghèo khổ trong trứng nghèo ra luôn. Không có gì. Tụi tôi đâu có biết chữ đâu. Bà đâu có cho học đâu, vì đâu có tiền đâu để nuôi học đâu, dốt không? Ngày xưa cũng khó khăn, không có đi học không à? Anh cũng dốt luôn, anh không biết chữ nào nữa. Không có nổi, không có tiền để lo cái hậu sự cho ông nữa. Phải đi xin giúp đỡ thôi, con cái ai cũng khó khăn hết. Xin chung chia buồn cùng anh nhé, cùng gia đình nhé, anh cố gắng lên. Có cũng chia buồn cùng bà nhé, như bà cũng lãng tay đó, có khi nghe khi không. Chia buồn, mấy chú chia buồn cùng bà, chia buồn cùng bà. Cố gắng lên, mốt còn có mình bà ở nhà, rồi chắc buồn. Trước thì có ông thì chắc hai người cũng hổ hỉ, giờ còn có mình à. Em xin tạm khép video này ở đây, hẹn gặp lại quý khán giả trong clip tiếp theo nha. Anh cố gắng nha, giữ sức khỏe ha. Chào anh.